Hiện nay, truyện tranh Việt Nam ngày càng phong phú về thể loại. Yếu tố thuần Việt được đề cao từ nét vẽ cho tới nội dung, cốt truyện hay là lời thoại. Không chỉ hướng đến nhóm đối tượng độc giả là trẻ em, rất nhiều bộ truyện thu hút sự quan tâm và đón nhận từ phía người đọc là người trưởng thành. Việc các tác giả ngày càng đầu tư cho mỗi tác phẩm cho thấy tiềm năng phát triển truyện tranh Việt Nam là rất lớn. Phát hành năm 2021, truyện tranh Ly và Trũn Tết là nhất, nhất là Tết của tác giả trẻ Mèo Mốc xoay quanh kỳ nghỉ Tết từ góc nhìn của cả người lớn và trẻ nhỏ đã đạt giải thưởng Khát vọng Xế Mèn lần 2. Riêng tác giả Mèo Mốc đã xuất bản được 16 tập sách từ năm 2014, thu hút hơn 300.000 lượt theo dõi trên trang mạng xã hội. Yếu tố mà khiến cho truyện tranh được các nhà xuất bản để ý, để liên hệ xuất bản hoặc là được yêu thích nhiều thì đấy là do cái tính, mình nghĩ là một cái tính lạ, sự gần gũi của nhân vật, của tác phẩm, nó khiến cho bạn đọc cảm giác mình đang được kết nối với một người có thật, một người bạn có thật chứ không phải chỉ là một nhân vật truyện tranh. Khác với xu hướng sáng tác truyện tranh cho trẻ nhỏ, bộ truyện tranh giã sử Long Thần Tướng của nhóm tác giả Phong Dương Comics lại dành cho đối tượng người đọc lứa tuổi trưởng thành. Năm 2016, tập 1 của bộ truyện đã đạt giải thưởng International Manga Award của Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Rất nhiều sự ủng hộ của cộng đồng độc giả và nhờ những cái sự ủng hộ đấy nên chúng tôi có thêm cái động lực để có thể tiếp tục sáng tác bộ truyện này. Chúng tôi luôn học tập những cái đất nước lân cận khác ở trong khu vực. Truyện tranh chỉ là cái điểm khởi điểm của một cái hệ sinh thái bao gồm rất nhiều những cái tác phẩm như là hoạt hình, xong rồi là phim ảnh, rồi là merchandising. Sự phát triển của khoa học công nghệ Việt Nam tạo đà cho ngành công nghiệp truyện tranh. Các tác giả và họa sĩ truyện tranh không ngừng sáng tạo nội dung, cách thể hiện với sự đồng hành của nhiều nhà xuất bản. Bản thân mỗi đơn vị xuất bản cũng là một cái bệ phóng, vừa đóng vai trò đồng hành, vừa đóng vai trò tư vấn, giúp cho họa sĩ họ biết cách phát triển cái thương hiệu của mình, không chỉ là ở trên những cái bức tranh, những cái trang giấy. Gần đây thì nhà xuất bản Kim Đồng cũng có tinh thần là phát hành thêm những cái bộ truyện tranh của những tác giả trẻ. Về tỷ lệ thì vào khoảng 30-40% so với sách nước ngoài. Một trong những giải pháp đấy là cơ chế hợp tác công tư. Như kinh nghiệm quốc tế, họ cũng đã có những cái quỹ nhà nước hoặc là quỹ có sự đầu tư của cả công cả tư để dùng cái quỹ đó để hỗ trợ cho những cá nhân, những người sáng tạo trẻ, những nghệ sĩ, những dự án mà đang theo đuổi ngành truyện tranh chẳng hạn. Một nội dung trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 là phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đây chính là cơ hội lớn dành cho các tác giả, nhà sản xuất phát huy sự sáng tạo, khai thác và bắt nhịp với trào lưu truyện tranh của khu vực và thế giới.